Tình khốn, cả đêm không về cũng muốn sinh con. Chàng đi mà sinh con rùa ấy. Thằng lớn đặt tên rùa đực, thằng hai tên rùa đực. Ông rùa, không được không được, có sao cũng là con mình, sao đặt tên này được chứ? Cái gì đây? Dừng tay, không được ức hiếp người khác. Nghe đầu thối Vũ Gia bảo, bớt lo chuyện bao đồng, coi chừng ta đánh cả ngươi. Đánh thì đánh, tiểu tử thối, ta sợ các ngươi chắc. Cha mẹ đến rồi. Chạy mau, người nhà bọn nó tới kìa. Chạy mau, người nhà bọn nó tới. Đồ nhát gan đừng có chạy, có giỏi thì đấu thêm 300 hiệp. Ta không sợ các ngươi đâu. Quỳnh không sao chứ? Ta không sao. Bảo sao công tử Vũ đòi cưới ta bằng được? Thì ra là nhận ra ta từ lâu rồi. Các vị đến thăm ta lúc nửa đêm, không biết là có việc gì. Là công tử Vũ, giết hắn. Công tử Vũ, Hân Hoan, công tử Vũ, chàng sao rồi? Nhi phụ không sao. Phu nhân sao rồi? Ta không sao. Tranh gốc Sơn Hà Đồ, dừng tay. Hôm nay nếu các ngươi dám lấy một cành cây ngọn cỏ não công phủ, ngày mai ác sẽ cho các ngươi rơi đầu. Được, ta chờ. Đi. Lão gia, công tử Vũ, lão gia. Lão gia, chàng không sao chứ? Công tử Vũ, công tử Vũ. Thiếu chủ, Sơn Hà Đồ đã về tay, ngài có muốn xem không? Đưa thẳng tới chỗ Cao đại nhân, chỉ là bức tranh thôi. Sáng mai bảo máy trình cho phụ hoàng giúp ta. Dân. Phải rồi. Công tử Dũng phát hiện ra chưa? Phát hiện rồi. Nhưng hắn vì cứu Vũ Hân Hoan đã trúng kịch độc, không còn sức ngăn bọn ta cướp tranh. Công tử Vũ à, công tử Vũ, người cười tới cuối cùng mới là kẻ thắng. Đại phu, công tử Vũ có sao không? Rốt cuộc chàng ấy sao rồi? Công phu nhân, đại nhân rút độc bách ưu thảo, độc này cực mạnh, giờ đã ngắm vào xương tủy, thứ cho lão phu lực bất tòng tâm. Đại phu, ông nghĩ cách thêm đi. Ông khám lại đi. Lão gia nhà ta, lão phu đã cố hết sức. Thôi mau chuẩn bị hậu sự đi. Đại phu. Phu nhân, Tử Mộc, ngươi lui đi. Ta có vài lời muốn nói riêng với phu nhân. Chàng thế nào rồi? Phu nhân, Di phu làm quan nhiều năm, xứng đáng với thiên hạ, xứng đáng với bách tính, chỉ có lỗi với mình phu nhân. Không có. Ta biết phu nhân luôn muốn hòa ly với ta, là Di phu cứ níu kéo nàng mãi.
Nàng còn nhớ khi chúng ta thành thân, tiểu hầu gia luôn cản trở chúng ta, chỉ có nàng không hề do dự xông lên bảo vệ ta không? Lúc đó nhìn thấy bóng lưng nàng là ta nhớ hồi chúng ta còn nhỏ. Nàng vẫn như khi xưa, lúc nào cũng không chút do dự xông lên trước bảo vệ người khác, chẳng quan tâm đến an nguy của mình. Chính vì thế di phu muốn giữ nàng lại, bảo vệ nàng cẩn thận. Là ta không tốt. Lúc trước di phu đưa nàng đi chơi trốn tìm, thả nàng đi là vì Lục hoàng tử. Hắn muốn cho người bắt cóc nàng, lấy tính mạng nàng uy hiếp di phu. Thế nên sau khi Lục hoàng tử bị cấm túc, di phu đã lập tức đón nàng về. Bởi vì di phu thực sự không thể nhìn nàng chịu cực chịu khổ. Cha đừng nói nữa, ta không muốn chàng chết. Phu nhân, di phu thực sự muốn bảo vệ nàng thật tốt, nhưng chắc e là không được rồi. Nàng vẫn còn tấm thân trong trắng. Sau khi di phu chết, nàng có thể đi tìm một người nàng thật sự thích, sống cuộc sống nàng thích. Ta không muốn lấy người khác, ta chỉ muốn gả cho chàng. Di phu còn một thỉnh cầu. Di phu muốn trước khi chết được hôn phu nhân thêm lần nữa. Các vị ái khanh, huyện Mừng Hội qua đang cùng dân nói tới lần trước, mọi người có ý kiến gì hay không? Bẩm hoàng thượng, Lục hoàng tử biết hoàng thượng để tâm chuyện hội qua đăng, nên cất công đi tìm Vạn Lý Sơn Hà Đồ, mong để bách tính chiêm ngưỡng phong thái thiên tinh quốc trong hội qua đăng. Vạn Lý Sơn Hà Đồ là bảo vật tuyệt thế, vô cùng hiếm có đấy. Đúng vậy, vô cùng hiếm có, vô cùng hiếm có. Nếu đã đem trăng tới thì trình lên cho trẫm chiêm ngưỡng phong thái giới. Dân trăng này thể hiện phong thái thiên tinh quốc ta. Lục hoàng tử ắt sẽ không làm mất hứng của bệ hạ. Triệu đại à, Triệu đại, ta nuôi ngươi 20 năm mà còn chẳng bằng nuôi con chó. Thiếu chủ, bọn thuộc hạ quả thực đã liều chết cướp từ tay công tử Vũ về, với lại luôn do thuộc hạ bảo quản. Vậy ngươi cho ta biết, quốc Vạn Lý Sơn Hà Đồ chỉ to bằng con ruồi, đại diện cho thiên tinh quốc, rốt cuộc từ đâu ra? Thuộc hạ ắt sẽ tra rõ. Không cần đâu. Lên đường đi. Đại nhân, lúc trước có người mua bách ưu thảo từ chỗ ta. Đây là thuốc giải, cần uống liên tục 2 lần, cách nhau 6 canh giờ.
phu nhân. Công tử Dũng, chàng tỉnh rồi. Bách U Thảo là loại kịch độc cơ mà. Sao chàng? Có lẽ là nụ hôn của phu nhân còn hơn cả ngàn loại thảo dược. Hôm trước sau khi Tử Vũ hôn phu nhân thì lòng cứ thấy không nỡ nên đã sống sót. Đã lúc nào rồi, chàng còn đùa nữa? Hay là ta đổi đại phu khác khám lại cho chàng? Phu nhân, không cần đâu phu nhân. Di phu cảm thấy không được khỏe chút thôi. Đêm nay có thể ngủ trên giường được không? Được, được, được. Cho chàng ngủ trên giường được chưa? Hôm nay đa tạ quốc sư đại nhân. Nếu mà không có ngài, hay là ta sẽ làm rối loạn kế hoạch của Tử Vũ huynh mất. Nhưng mà rốt cuộc là sao vậy? Điện hạ có điều không biết. Tử Vũ đã lường trước Lục hoàng tử sẽ cướp Vạn Lý Sơn Hà Đồ, để xin bệ hạ bỏ lệnh cấm túc, nên đã bày một ván cờ lớn. Tử Vũ cũng thật là, nói với chúng ta một tiếng là được mà. Đừng nói là chúng ta, dù là Vũ Diêu, Vũ Hân Hoan thì cũng là con cờ của Tử Vũ. Không thì làm sao dễ dàng lừa được Lục điện hạ? Thái tử điện hạ, quốc sư đại nhân. Hai vị xin lượng thứ. Tử Vũ không cố tình che giấu đâu. Đây, ta đã mua bánh tới tạ lỗi với hai vị. Thôi vậy, được ăn bánh vì chính Tử Vũ huynh mua thì cũng không tính là thiệt. Điện hạ, đây mới là bánh cho ngài và quốc sư đại nhân. Đây là bánh Tử Vũ mua ở Phương Nguyệt Trai, định đem về cho phu nhân. Công Tử Vũ tốt với mình như vậy, từ hôm nay mình cũng muốn làm một thê tử tốt. Giải bách ưu. Công đại nhân trúng độc bách ưu thảo, độc này cực mạnh và đã ngấm vào xương tủy. Công Tử Vũ chẳng hay lắm, vở kịch hay bóng đá ánh kiếm, sinh tử ly biệt, cho cả ta vào diễn cùng luôn. Được, được lắm. Ghé xem đi, ghé xem đi. Túi thơm đủ kiểu đây. Tiểu thư xem đi, cái màu xanh thế nào? Ông chủ bao nhiêu tiền? Tiểu thư 5 đồng. Trong này đựng đồ được không? Được, được. Cô mở miệng túi ra là có thể đựng đồ. Xong rồi gút dây lại là bảo quản không bị rớt cái gì. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn tiểu thư. Công Tử Vũ, lần này bản tiểu thư sẽ diễn chung với chàng. Phải chịu cái tật mê diễn xuất của chàng. Phu quân đi đâu vậy? Di phu đi mua bánh mà phu nhân thích. Phu nhân đang vừa rồi ta thêu Vạn Lý Sơn Hà Đồ, đột nhiên nghĩ ra cô nương ở Tinh Hải Thành mỗi dịp gần tới hội hoa đăng đều sẽ tặng nam tử mình phải lòng một chiếc túi thơm. Ta đặc biệt chuẩn bị cho phu quân một chiếc. Đa tạ phu nhân. Đúng rồi, sáng nay chàng không lên triều, có sao không? Đa tạ phu nhân nhắc nhở. Hôm qua di phu trúng độc, quên mất cả chuyện này. Giờ di phu sẽ đi hỏi quốc sư, hôm nay trên triều có chuyện gì không? Đi đi. Phu nhân, đa tạ phu quân. Nhập vai sâu quá nhỉ. Diễn đi, ta cho chàng diễn tiếp. Tử Vũ huynh, sao huynh lại quay về? Phu nhân nấu cơm ở nhà hương vị không được ngon lắm, nàng lại sợ ta đói nên bảo ta tới phủ thái tử ăn cơm ké.
Túi thơm này là sau khi phu nhân biết về hội Hoa Đăng thì đã tặng ta một cái. Hân hoan hết lòng với cậu thật. Cậu đừng phụ lòng người ta đấy. Thú vui của phu thê thôi. Tử Dũng, ta tìm con có chuyện. Chúng ta qua kia nói. Thái tử, quốc sư, hai người cứ từ từ chơi nhé. Ta tìm nó có chuyện. Tử Dũng, Hân hoan không hiểu chuyện như vậy. Làm sao con làm mà nó nghe lời hay vậy? Con kể nhạc phụ nghe đi. Tuy ta là chủ một gia đình, nhưng mà nhận mẫu con đôi khi cũng có lúc tâm trạng không vui. Tử Vũ cũng chỉ bảo Hân hoan học hỏi nhạc mẫu đại nhân thôi. Nếu người muốn dỗ ngọt nhạc mẫu thì hay là thử đem túi thơm về cho nhạc mẫu đại nhân xem thử. Phụ nữ không thể chịu được kế khích tướng. Người nói xong, không chừng nhạc mẫu đại nhân sẽ thêu cho người một cái đấy. Vậy thì không hay đâu. Này là Hân hoan tặng con mà. Để nó biết thì nó lại mắng con đấy. Nhạc phụ đại nhân không cần lo. Túi thơm đưa cho nhạc phụ đại nhân, dù Hân hoan có biết thì cũng không giận đâu. Cũng phải. Ta dù sao cũng là chủ một gia đình mà. À Tử Vũ, vậy con ở chơi cùng hội thái tử đi. Ta về trước. Phu nhân, tranh mua ở đâu vậy? Không phải, đây là tranh công tử Vũ vẽ. Đẹp không? Dạ, lão gia vẽ đẹp quá. Em nói xem thượng đế đóng cánh cửa nào của chàng ấy vậy? Vừa đẹp trai, vừa thông minh sáng dạ, dễ tính, lại còn vẽ đẹp thế này. Đổi là người khác, ai mà chẳng rung động. Còn ta đã rung động rồi này. Nếu phu nhân đã rung động thì càng nên sống yên ổn với lão gia. Giờ ta cũng muốn sống yên ổn với chàng ấy. Chỉ là Xuân Đào, em nói xem, ta có nên lấy lại túi thơm tặng chàng ấy không? Phu nhân tặng túi thơm cho lão gia là thể hiện tình yêu, không sao đâu. Không phải, trong túi thơm đó ta đã bỏ vào hương liệu hút mũi. Phu nhân, đoán xem tại hạ là ai? Ta đã làm sai một chuyện rồi. Phu nhân làm gì cũng đúng cả. Có lỗi gì đâu chứ? Túi thơm hồi trưa ta tặng chàng, trong đó có hương liệu hút mũi. Chàng dứt đi. Chàng không giận đó chứ? Phu nhân hiểu lầm rồi. Vừa rồi di phu gặp nhạc phụ đại nhân. Nhà phụ đại nhân rất thích túi thơm đó. Nên là... Cha nói gì cơ? Cha ta lấy đi rồi. Nhà phụ đại nhân muốn tặng túi thơm cho nhạc mẫu, nên di phu đã tặng nhạc phụ. Tôi rồi, tôi rồi. Tôi rồi. Phu nhân chạy chậm thôi. Chờ di phu với. Lão gia, ông nói túi thơm này là Hân hoan đặc biệt tặng Tử Vũ. Dạo này nó còn đổi tính, dịu dàng chăm sóc Tử Vũ. Phải. Ta thấy con gái nhà chúng ta giống tính phu nhân, đoan trang rộng lượng. Đối xử với chồng cũng lão gia, dù gì ông cũng cầm binh đánh trận, đi đâu mà học được lắm trò gian xảo thế này? Ta chỉ muốn cho bà xem con gái nhà chúng ta hiểu chuyện rồi, chúng ta không phải lo nữa. Vậy sao? Tất nhiên rồi. Cha, mẹ, Hân Nhi, chuyện gì thế? Đang mang thai, sao con hấp tấp như vậy? Mẹ, mẹ trả túi thơm cho con đi. Không được. Ta mới đem về. Ta và mẹ con chưa xem đủ mà. Cha, nếu như cha mẹ thích, mai con sẽ mua cái mới cho cha mẹ. Nhạc phụ đại nhân dù gì cũng là chủ gia đình,
Lỡ mấy nói. Đúng vậy, cái nhà này mọi chuyện do ta quyết. Hân Hoan à, con từ nhỏ đã thích bày trò, con không suy nghĩ cho bản thân thì cũng nghĩ cho cháu ngoại ta chứ. Con cha, ý con không phải thế. Tử Vũ, con đưa Hân Hoan về trước đi. Túi thơm này mai ta sai người gửi tới phủ. Phu nhân, chúng ta vào phòng xem cho kỹ. Đi đi đi. Được. Cha, phu nhân, không còn sớm nữa, chúng ta về nghỉ trước đi. Về cái gì? Rõ ràng chàng biết túi thơm đó có vấn đề, tại sao khi nãy không nói giúp ta? Phu nhân, di phu cũng khó xử lắm. Vừa rồi nhạc phụ trong hùng hổ dọa người quá chừng, ta cũng ngại đắc tội nhạc phụ. Chàng cười gì? Di phu không có. Chúng ta về trước đi, được không? Không đấy, hôm nay chúng ta cứ ở lại đây, đừng ấy hòng về nhà hết. Phu nhân, mau xem cảnh đêm nay đi. Ngắm cảnh đêm cái gì? Mau đập mũi đi. Nếu ta biết đêm nay lắm mũi như vậy thì cứ ngồi đây là đủ. Tìm túi thơm làm gì? Để ta gãi cho phu nhân. Phía dưới, ta nói chàng nghe, theo những gì ta hiểu về cha ta, nếu ngày mai ta ít hơn mấy một chiếc đốt, chắc cháu mấy sẽ đánh gãy chân ta. Phu nhân nói đúng. Vậy tối nay di phu sẽ ở đây cho mũi ăn với phu nhân. Đúng là không được mang lòng hại người mà. Nhưng sao đêm nay lắm mũi vậy? Dừng chân. Tiểu thư, hương liệu này hút mũi nhất tinh hải thành đấy. Đây là hương liệu ban ngày ta mua mà, sao lại ở chỗ chàng? Bảo cho đêm nay lắm mũi như vậy thì ra là chàng dụ tới. Thực ra hương liệu này, cái này là kẻ thù tặng ngài phải không? Hương liệu này toàn là mấy cái dụ ruồi mũi. Cái này đem theo bên người một đêm, hôm sau chắc chắn sẽ sưng như đầu heo luôn. Không sao, phiền ông chủ gói lại cho ta. Đúng rồi, phiền ông chủ thêm ít hương liệu đuổi mũi vào. Được, ngài chờ lát ta bỏ vào ngay. Công Tử Dũng, Công Tử Dũng, vậy mà cũng không nói cho ta biết, hại ta nửa đêm ở đây cho mũi ăn. Ta cũng chỉ muốn ở đây ngắm trăng ngắm sao cùng phu nhân thôi. Đúng không nào? Ngắm trăng ngắm sao. Ừ, được. Vậy hôm nay bản phu nhân đảm bảo tận cho mắt chàng thấy ngàn sao. Phu nhân bình tĩnh đi, nàng phải dịu dàng hiền thục. Khoác áo vào, coi chừng bị lạnh. Lạnh cái gì? Nóng muốn chết rồi này. Cuối cùng cũng bị ta lừa rồi.
Qua trái một chút. Bên trái. Lát nữa treo đèn xong rồi quét dọn lại sân nhà. Mấy ngày nữa là hội hoa đăng, phải mau chóng làm cho xong. Vâng. Lão gia, lão gia, nửa đêm qua mới về, sao hôm nay không ngủ thêm lát ạ? Không sao. À Tử Mộc, lát nữa dặn nhà bếp làm bát cháo cho phu nhân. Vâng. Làm tốt lắm. Xuân Đào, em cầm gì thế? Mặt nạ nô tì chuẩn bị cho hội hoa đăng. Mặt nạ? Hội hoa đăng có cả mặt nạ à? Là thế này, hội hoa đăng có một tập tục, rất nhiều cô gái sẽ đeo mặt nạ tỏ tình với chàng trai mình thích. Như vậy dù có bị từ chối thì cũng không thấy gượng gạo, mất thể diện. Ra vậy, cũng khoa học lắm. Phu nhân, buổi sáng lão gia dặn nhà bếp làm đã xong rồi. Biết rồi, lát ta qua. Phu nhân, lão gia chu đáo với người quá. Xuân Đào cũng ngưỡng mộ lắm. Làm phiền công đại nhân đích thân gửi trả. Ta còn tưởng dặn Lý Sơn Hà Đồ bị đưa vào hoàng cung rồi. Tử Vũ đã hứa với tôn phu nhân thì sao không giữ lời cho được. Mong công đại nhân lượng thứ. Dặn Lý Sơn Hà Đồ chứa đựng tâm huyết nhiều năm của ta, ta thực sự không muốn nó bị người khác cướp mất. Tử Vũ hiểu. Nhưng mà tôn phu nhân cũng cho rằng dặn Lý Sơn Đồ hạ ở trong cung, có lẽ người khác cũng sẽ hiểu lầm. Đa tạ công đại nhân nhắc nhở, tôn phu nhân không cần khách sáo. Thực ra lần này Tử Vũ tới là muốn bàn với tôn phu nhân. Phu nhân ta mang thai, sắp tới e là không thể học theo thùa với tôn phu nhân tiếp nữa. Không sao, khi nào phu nhân muốn học theo thùa tiếp thì cứ gọi ta là được. Ta còn phải chúc mừng công đại nhân nữa. Vậy thì đa tạ tôn phu nhân. Tử Vũ xin cáo từ. Công đại nhân khoan đã. Tú Nhi, lúc trước là ta hiểu lầm công đại nhân. Cặp đồng tâm kết này xem như là quà tạ lỗi của ta. Mong công đại nhân và công phu nhân mãi luôn đồng lòng bên nhau đến già. Lời chúc phúc của tôn phu nhân ta và phu nhân xin nhận. Cô nương cầm nhé. Cảm ơn. Hai vị cô nương ghé xem đi. Phu nhân, mặt nạ này đẹp quá. Người đã nghĩ kỹ muốn tỏ tình với lão gia trong hội hoa đăng rồi phải không? Đây là bí mật. Xuân Đào, chúng ta cùng một hội, em đừng có nói hớ ra đó nhé. Em nói xem, Tinh Hải Thành bao nhiêu là người? Vậy có khi nào công tử Vũ sẽ nhận được lời tỏ tình của đồng cô nương không? Chuyện này rất có thể. Người yên tâm, lão gia chắc chắn sẽ không nhận lời tỏ tình của cô nương khác. Đeo mặt nạ vào thì ai biết là ai đâu. Pháo hoa đây. Không được, ta phải nghĩ xem làm gì cho khác biệt. Bán pháo hoa đây, bán pháo hoa đây. Đủ loại pháo hoa bán rẻ, chất lượng tốt, đi ngang đừng bỏ lỡ. Tiểu thư, mua pháo hoa à? Bán sao đây? Loại nhỏ thì 30 lượng, to thì 50 lượng, cực to thì 100 lượng. Đắt vậy sao? Tiểu thư, hội hoa đăng là lễ lớn, một năm một lần ở Thiên Tinh Quốc, cả con phố này đều bán giá này. Cô mà mua bị đắt là bao trả. Bây giờ bọn bán pháo hoa đúng là ngày càng trơ trẽn, hét giá mỗi năm mỗi cao. Mua pháo hoa thôi, chẳng thà làm luôn cho rồi. Tốn có 10 lượng là làm ra được pháo hoa mấy trăm lượng của bọn nó rồi. Nhưng mà bây giờ đang quản lý nghiêm, nguyên liệu đâu có dễ mua. Sợ gì? Ta có cái này, thứ gì cũng mua được. Phu nhân, mau đem trả cho người ta đi. Phu nhân, mượn xài tí có sao đâu. Chúng ta tự mua nguyên liệu làm pháo hoa cũng còn hơn là cống tiền cho tên đó. Tự làm pháo hoa. Tiểu thư, cô mua pháo hoa nữa không? Nếu cô mua, ta sẽ giảm thêm cho một lượng. Pháo hoa này toàn là loại bình thường nhất, mình phải nghĩ cách làm ra pháo hoa đặc biệt.
để bọn mình trở thành cặp đôi sáng nhất cả đêm hội hoa đăng. Không mua nữa, đi. Đừng mà, ta giảm thêm cho cô. Điện hạ, mới sáng ra tìm Tử Vũ có việc gì? Hôm qua phụ hoàng bệnh nặng, các người y đều bó tay hết cách. Số thảo dược hiếm thường ngày huynh cất giữ, có thể cho phụ hoàng mượn điều dưỡng sức khỏe không? Đột nhiên bệnh nặng. Điện hạ, việc cấp bách bây giờ e là không phải thuốc, mà là Lục hoàng tử. Lục đệ, Lục hoàng tử ngấp nghé ngôi Đông cung đó giờ, lần này cấm túc càng khiến cho đại thần nghiêng về phe hắn bị lung lay. Cộng thêm việc Sơn Hà Đồ lần này, Long Nhan càng thêm đại nộ. Nếu lúc này bệ hạ ngã bệnh thì chỉ có một khả năng, ý Tử Vũ là Lục đệ tính mưu phản, lúc này không phản, sau này càng không có cơ hội nữa. Nếu điện hạ không tin, chúng ta tìm cách, thử là biết ngay.